đến chưa? Khổ quá em đợi chú suốt từ nãy đến giờ. Nhanh nhá. Ôi anh à. Đợi chú từ nãy giờ. Ôi sao thế này, mồm mà sưng hết lên thế này. Ôi giời ơi, mua con xe tháng trước thì đưa cho vợ được mấy trăm nghìn, tháng này lại đưa 500 nghìn nó đấm cho em ạ. Ôi giời ơi, sưng hết mồm thế này không ổn rồi. Vâng, đã có bác nào sắm vợ hai về, chăm vợ hai nhiều hơn vợ cả không? Đó là bác trường hợp của em đây. Chào các bác nhá, chào tất cả anh em nhá. Đấy, lại có một mẩu ban đầu vui vui để chia sẻ với các bác về nội dung của video hôm nay. Đấy, video hôm nay thì anh em tôi xin chia sẻ với các bác làm thế nào để chúng ta cân đối tài chính được, hay là tài chính của chúng ta thu nhập bao nhiêu trong tháng thì có thể duy trì được để nuôi được em vợ hai này nhá. Đấy. Rồi ok. Trong clip hôm nay ấy, thì bản thân em cũng đã từng là chạy xe từ năm 2006 đến giờ. Nhớ là bao nhiêu năm nhỉ? 14 năm đến 15 năm rồi. Đấy. Và em này cũng chạy đến 5 năm rồi, và cùng nhau cũng muốn là có một chút kinh nghiệm của bản thân chia sẻ với anh em, chia sẻ với các bác. Trước khi các bác lựa chọn mua một chiếc xe hơi thì các bác cần phải cân đối về tài chính như thế nào, hay nói cách khác là thu nhập của một tháng của anh em được khoảng bao nhiêu thì có thể duy trì được một con xe. Ở đây ấy, thì hôm nay em muốn chia sẻ với các bác ấy là duy trì được một con xe, nhưng mà xe với cái tầm rẻ, tầm trung 200-300 triệu, những cái dòng xe một vài tỷ chẳng hạn, thậm chí là nó đi đạp ga phát đã mất bát bún rồi, thì cái đấy em không chia sẻ nhá. Cái đấy là thuộc cái thành phần nhiều tiền đấy. Còn hôm nay thì em chia sẻ là một gia đình hai vợ chồng, một đứa con, hai đứa con bình dân thôi, tháng thu nhập khoảng bao tiền, nó 50 triệu đó thì có thể cân đối mua được, chữa được xe hơi hay không. Đấy, xem nào. Anh em mình chạy về xe cũng khá là nhiều năm rồi đúng không? Vâng. Em đang chạy con K3. Dạ vâng, em chạy K3. Đấy. Thì con Morning này thì cũng như cái kiểu như là con Ranger của anh thôi, nó cũng ăn uống cũng tầm tầm như vậy thôi. Đấy. Thì cái ví dụ hôm nay thì muốn chia sẻ với bác là về con Morning này luôn nhá. Con Morning này thuộc là con Morning nhập khẩu, thuộc đời 2008 và đăng ký lần đầu 2009. Thì con này nó ăn xăng như thế nào? Thì thực sự mà nói thì để mà nó cụ thể ăn xăng được bao nhiêu ấy thì còn tùy vào quãng đường, quá trình sử dụng của các bác và cách sử dụng của các bác nữa. Đấy, như con này nó đang ăn khoảng cỡ tầm khoảng đâu đó khoảng tầm 7 lít gì đó, nếu số tự động 7 đến 8 lít ấy, không ít đâu. Đấy, thì 7 đến 8 lít mà xem nào. Tầm 7 lít đường hỗn hợp nó chỉ khoảng đấy thôi. Đường cao tốc thì chắc là ít hơn. Đấy. Nhưng mà bây giờ là tính ra giá tiền nó khoảng 7 lít à? Bây giờ lít như này 15.000 nhỉ? Tính ví dụ như này đi. Một đôi vợ chồng. Vâng. Là làm công chức, lương mỗi người khoảng 6 triệu. 6 triệu. Và đi làm khoảng tầm 5 đến 10 cây. Thì mà lại đấy là làm cùng cơ quan. Vâng. Thì cái chi phí cho một con xe này thì một tháng khoảng bao nhiêu tiền xăng nhỉ? Nếu mà tầm đấy thì chắc như con này đến tầm triệu. Nếu mà đi lại bình thường như vậy thì nếu mà chỉ đi làm không thì cũng khả năng là 1 triệu, bởi vì cả đi cả về. Vâng. Nếu mà 5 cây, một ngày đi khoảng 20 cây. Vâng. Đúng không? Đúng rồi. Đấy, 10 ngày đi 200 thì một tháng khoảng 600 cây, thế đi lung tung cái thứ linh tinh nữa cho là vào 1000 cây. 600 cây thế thì 600 cây thì lại chưa hết là 1 triệu. Không, đấy là cho là cả đi thì đi linh tinh nữa, hiểu chưa? Cũng bởi vì mình có phải đi đi về về đâu. Tối đi uống trà đá này rồi thì đi đám cưới, đám hỏi, đám xin các thứ. Thế thì chỉ hết tầm triệu thôi. Đấy là triệu đơn giản lắm rồi. Nếu mà quê ở xa thì đi nhiều thì cho là 1,5 triệu đi. Tháng về quê 2 lần, đúng không? Nếu về quê đi khoảng mỗi cuốc khoảng 200-300 cây là cũng ấy đấy, cũng mất khoảng 1,5 triệu một tháng, tầm đấy. Rồi ok, thì cứ cho là tầm đấy đi. Thế còn những chi phí khác cho một con xe? Chi phí khác là anh em mình phải là thứ nhất là như đăng kiểm này. Đấy, đăng kiểm, đăng ký. Đăng kiểm này phải có cả phí đăng, đường bộ đâu. Phí đường bộ dòng này. Đăng kiểm với phí đường bộ. Phí đường bộ này là xe tư nhân là cứ bình thường 120. Như 120 một tháng. 120 một tháng là tầm 1,5 triệu đấy, 1,4 triệu một năm. Mấy phí nữa là cho 2 triệu một năm. Phí thì nó chỉ khoảng 300 mấy là 350 thôi. Ôi cả phí lót tay đi. Được chưa? Với cả còn cái bảo hiểm bắt buộc nữa. Bảo hiểm bắt buộc khoảng tầm 400.000 nữa. 400.000 như vậy là khoảng 2 triệu một năm. Khoảng 2 triệu. Nếu mà các anh em có mua thân vỏ nữa thì khả năng là thêm mấy triệu nữa đúng không? Vâng, khoảng tầm như thì xe này chắc vài triệu thôi, 2-3 triệu. Ok, 2 triệu một năm. Thế còn cái gì nữa nhỉ? Thì thay dầu. Thay dầu nếu mà như vậy thì mọi người như vậy là nếu mà thay bình thường là cứ 5.000 thì anh em mình sẽ thay một lần. Đấy, một như lần vậy là con xe là có 100.000 đúng không? Như cái khoảng tầm 350-400. Đấy, dầu tốt nữa thì 500.000 quay về.
Thế thì như vậy là một năm thay hai lần. Một năm thay hai lần. Nếu mà nhiều đi nhiều hơn nữa thì 3 lần đấy. Được rồi, là 2 triệu 8 rồi. Vâng, 2 triệu 8. Lốp 2 triệu 8 thì bây giờ anh em mình đến phần lốp. Lốp thì lại không phải là lúc nào cũng thay. Đúng rồi, lốp thì phụ thuộc đúng không? Lốp thì khi mà anh em đi nó mòn này thì mới thay. Thì một đôi lốp này có thể nếu mà đi cứ tầm đấy là phải đi đến tầm 4 năm. 4 năm mới phải thay đôi lốp. Một đôi là khoảng bao tiền? Một cái lốp này nếu mà như dòng morning này chắc 1 triệu một quả thôi. Tầm 1 triệu là lốp ok rồi. Thế là 4 triệu trong vòng 4 năm. Thế như vậy là mất triệu tiền lốp đi. 1 triệu tiền lốp 1 năm. Rồi ok, đấy. Thế thì là đấy mất lên 3 triệu 8 rồi. 3 triệu 8 cộng với đâu đấy là mình mới đang chưa tính tiền xăng nhỉ? Không, xăng chưa tính, bây giờ cứ tính tháng 1 đã. Rồi. 3 triệu 8. 3 triệu 8 rồi, còn cái gì nữa nhỉ? 3 triệu 8. Rửa xe. À, đúng rồi, rửa xe rồi. Thì mỗi lần nó mất khoảng 40.000. 40-50.000 gì đấy. Tháng nếu mà lúc nào mưa thì mình rửa thôi, bẩn thì rửa. Thế nên đấy ở mức trung bình đi khoảng tầm tháng 2 lần. Tháng 2 lần rửa là nhiều rồi. Không, nếu mà công chức người ta phải đi đẹp đẹp xe tí 2 lần rửa có 80.000 một tháng á. Ừ, không, có anh thấy nó rửa liên tục. Thôi cho 200.000 tiền rửa xe, được chưa? Đấy là vừa rồi là bao nhiêu nhỉ? 2 triệu 8 là 3 triệu rồi này. 3 triệu. 3 triệu thì bây giờ đến thay dầu nói chưa nhỉ? Thay dầu nói rồi, bây giờ còn thay cốc lọc rồi lọc gió các thứ linh tinh cái đấy một năm ít, không đáng bao nhiêu. Cái đấy 200.000. Đấy là cả lọc gió đấy, luôn. Là 3 triệu 2. 3 triệu 2. Đấy là cái trường hợp là anh em tôi không nói đến cái vấn đề là nó gặp trục trặc gặp lỗi nhá. Vâng. Đấy. Còn ví dụ như là với dòng xe này đi tự nhiên mà côn nó kém quá hay là tất cả mọi thứ những cái khác chẳng hạn. Ví dụ như cháy bóng đèn này, rồi thì nó bị nổ lốp bất thường là phải thay lốp này. Mà cái bóng đèn này cũng rất rẻ anh nhá. Như cái bóng xe của em nó bóng đèn có 50.000 thì em không hiểu được là tại sao lại rẻ thế. Cái bóng halogen có 50.000 nhé mọi người nhé. Ví dụ như cái con này morning này cũng chỉ bóng cũng chỉ bằng lấy tiền thôi. Đừng nghĩ đồ ô tô quá ghê gớm nha, cái bóng đèn halogen 50.000. Đấy. Một năm chi phí có 3 triệu. Ngoài ra thì anh nghĩ như tiền này, xăng, chủ anh yếu nghĩ là như mất này, tiền xăng. Khi mà mình đi ô tô ấy. Vâng. Mình đi ô tô thì khi ngay cả mình đậu những cái quán ăn không thể rúc vào những quán sâu bên trong ăn được. Vâng. Ăn ở quán ngoài nữa. Nhưng chắc chắn là sẽ chi phí nó sẽ bị độ. Đúng rồi. Đấy. À. Đúng không? Đấy, mình sang chảnh mà. Mình đi ô tô mà. Vào trong không vào được. Những cái quán bên trong ấy thì mình ăn nó rẻ. Vâng. Đúng không? Như ô tô không vào được. Đúng rồi. Với thậm chí là ngay cả đi mua cái gì cũng thế thôi, khẳng định luôn là mua vào tạp hóa hay vào những cửa hàng gì đấy mình đi ô tô nó khác hẳn một ông đi xe máy. Đúng. Kiểu gì nó cũng thoải mái tiền hơn. Nhưng mà mình ở đây là mình có tiết kiệm được một khoản, ví dụ các cái tỉnh nhỏ là mình tiết kiệm được cái khoản gửi xe nhá. Gửi xe là như ở Hà Nội là mất tốn rất nhiều tiền, nhưng mà triệu ở đây rưỡi là một tháng đấy, triệu rưỡi 2-3 triệu ấy. Ừ. Đấy thì ở đây xe mình để trong nhà lại còn vừa đảm bảo về bảo quản xe, lại không lo mất trộm gương kia các kiểu. Đây mình nói ở tỉnh thì không nói vấn đề gửi xe đúng không? Thì tổng bây giờ nó đã thành 3 triệu 2 rồi. 3 triệu 2 bây giờ cộng với tiền xăng thôi. Để em nghĩ còn cái gì nữa nhỉ? Còn cái gì nữa? Thì về cơ bản nếu mà không gặp lỗi gì thì về cơ bản cũng gần như đấy là cũng mỗi như vậy thôi các bạn. Thế còn một vấn đề nữa là nếu các bác đi lại nhiều về quê và cái thứ thì có cái khoản phát sinh nữa của các bác đó là phí cầu đường. Phí cầu đường. Phí ví dụ đường như này. Anh đi về Yên nhé, mỗi lần mỗi một quẹt là mất 120. Mà một tháng anh về 2 lần mà 4 quẹt như vậy đúng mất rồi. Khoảng 500.000 đấy. Ủa anh em anh em đúng nào mà trốn vợ tạt tém đi Hải Phòng là hình như ra đi về là 3 lít đồ sơn. Riêng tiền phí cầu nhá. Đấy. Thì vậy cho lên 500.000 tiền phí cầu nữa đi. Thì tổng của nó mới là 3 triệu 7. Đúng rồi. 3 triệu 7. Đấy. Thôi, về cơ bản là 3 triệu 7 mà chia cho 12 tháng. 3 triệu 7 để em chia nhanh nào. 3 triệu 7 mà chia cho 12 tháng. Tính toán kém rồi mình cứ dùng máy tính. 3,7 chia cho 12. Nó rơi vào ủa. Bao nhiêu đấy? 3 triệu 700 chia cho 12 bằng mới có 308.000. Đấy, 308.000 cộng với 1 triệu rưỡi thì tổng nó khoảng 1 triệu 8 một tháng. Cộng thì với ngoài 1 triệu rưỡi là ngoài 1 ra triệu thì loằng ngoằng các chi phí khác nữa, như em không hiểu sao ấy thì cứ cho là 2 lít nữa. Ví dụ như là anh va quệt ba đợt sốc này nọ cái thứ anh sơn đấy, tổng cả năm anh cuối năm anh đánh bóng tí cho nó về đấy. Quê ăn Tết về cơ đẹp. Bản đấy khi nuôi một em xe như này chi phí hàng tháng phải mất thêm tối thiểu, nói thẳng với các bác là tối thiểu là ít nhất là phải có 2 triệu đấy. Trước đây các bác lương 6 triệu thì bây giờ các bác khẳng định luôn lương chỉ còn có 4 triệu thôi, và đấy là cái chi phí phải thấp nhất có thể luôn đấy. Còn nói thẳng với các bác, những cái bác xem clip này đang đi ô tô rồi thì em cũng khẳng định là chưa bác nào chi phí trong 2 triệu đâu.
Đấy, đây chỉ là một cách đơn giản nhất, là tối giản nhất trong tất cả những cái công việc, tất cả những cái chi phí để sử dụng này. Gọi là những cái thứ bắt buộc đấy. Bắt buộc, đấy, còn những thứ phát sinh nhỏ lẻ thì em không tính. Vâng. Đấy, thì em cũng vừa nói luôn rồi là không có một bác nào, không có một bác nào dùng ô tô mà tháng chi phí thêm có 2 triệu đâu nhá. Khẳng định với các bác luôn, 100% luôn đấy. Đấy, đây mới là chỉ tính sơ sơ. Thế cho nên là nói tóm lại thì các bác cần ở trong cái dự toán nó cỡ khoảng tầm 3 triệu đến 3 triệu 5. Đấy, có thế thì lại nảy ra sinh ra một cái vấn đề là nếu nhà có hai đứa con, hai vợ chồng mà lương vợ 6 triệu, lương chồng là 6 triệu nữa đi. Vâng. Cho là 12 triệu, đang nói tính cái lương cơ bản thôi nhá. Còn cái lậu liếc cái thứ thì em không tính. Lậu thì có người vài trăm triệu tháng thì, vâng, thì không tính rồi. Đấy. Thì tổng nó có 12 triệu mà chi phí mất khoảng 3 triệu, hơn 3 triệu về ô tô. Thì còn có 9 triệu mà trước đây hai vợ chồng với một đứa con thì cũng đang ở cái mức hòm hòm trong vòng 12 triệu một tháng chẳng hạn. Bao gồm đủ các loại chi phí trong cho một gia đình, tiền học, tiền hành, rồi thì tất cả tiền chi phí khác, đám ma, đám hỏi, đám cưới, đám xin, tất cả hai vợ chồng nó đang hòm hòm. Thì nếu bây giờ là tự nhiên hụt mất 3 đến 4 triệu thì là nếu như các bác cần phải cân đối thêm. Đấy. Còn nếu như mà mỗi tháng các bác hai vợ chồng để ra được cỡ 5 6 triệu chẳng hạn thì để ra được thì em nghĩ là nên đầu tư một con xe để tránh mưa tránh nắng cho cả gia đình. Nó chỉ dao động vào trên dưới 200 triệu thôi, không nhiều đâu. Đấy. Thì nếu các bác tiết kiệm được ấy, thì có thể là đầu tư. Và các bác trước khi đầu tư thì phải căn cứ được là các bác đủ nuôi nó. Đấy. Còn mua về bây giờ suốt ngày cứ chỉ lo tiền, ôi hôm nay phải chi phí cái này này, ôi vợ ơi cho chồng mấy lít đổ xăng này, ôi trời ơi mệt lắm các bác ạ. Đấy. Nhưng mà có cái hay thì quan điểm của em là em thấy như này nhá. Ví dụ chẳng hạn như là anh về quê, bây giờ gia đình 4 2 con đúng không? Hai vợ chồng 4 người rồi. Thì nếu như mà mình đi taxi còn tốn hơn anh nhá. À đấy, đúng rồi, đi taxi thì đương nhiên nó phải tốn hơn, người ta phải có lãi mà. Đấy, đi taxi thì tốn hơn này. Xong rồi chẳng hạn như là lâu lâu gia đình muốn đi chuyến du lịch đâu đó thì cũng lại tốn hơn. Vậy nó là có cái xe rất tiện. Đấy. Quan điểm của em là em cứ phải ấy thôi. Tại vì mình cứ phải tiêu nhiều, phải bắt buộc mình nghĩ là kiếm nhiều. Các bác ạ. Đấy. Nếu vậy thì các bác cố gắng kiếm nhỉnh hơn một chút, đang là 12 triệu các bác cố gắng kiếm lên tầm 15 triệu một tháng, cố gắng nỗ lực hết mình để có thể trang bị cho mình một chiếc xe như thế này. Nhưng mà cái đương nhiên là cái vốn ban đầu các bác mua xe các bác phải có chứ. Không phải là cứ đang lương tháng 12 triệu nhảy vọt 15 triệu có xe đâu, không có đâu ạ. Sẽ phải dùng tiền tiết kiệm rồi ra để mình mua rồi. Đấy, mua được nó và phải nuôi được nó. Đấy, lấy vợ về để nuôi được vợ, đẻ con ra là phải nuôi được con. Đấy. Cứ đẻ con ra mà cứ xin tiền ông bà ngoại để mà nuôi con này làm phò mã là chết. Rồi ok, clip hôm nay thì cũng vui chia sẻ với các bác thôi. Thì nói tóm lại là như này, cuối clip em cũng muốn chia sẻ với các bác là nếu như các bác muốn mua một chiếc xe hơi thì ở đây em đang nói cái tầm xe giá rẻ mà, thì dành cho những cái gia đình mà ít tiền, gia đình ít tiền nhưng muốn có một chiếc ô tô, thì các bác cần cân đối rõ hơn về cái vấn đề là phục vụ nó sau này. Con xe thì về cơ bản những người có tiền thì nó là người phục vụ mình, nhưng với những người không có tiền thì mình lại là người phục vụ nó các bác ạ. Đấy, các bác hoàn toàn phải cân đối trong cái vấn đề đấy. Đấy, thì nó phục vụ gia đình rất là tốt. Thế cho nên là nếu mà có cố gắng được để ra khoản tiết kiệm nào đấy chẳng hạn, thì nhà cửa mà lại có rồi chẳng hạn, thì nên đầu tư cái như này. Nói chung là nó phụ thuộc vẫn như rất nhiều hoàn cảnh. Các bác nào mà thuê nhà chẳng hạn thì sẽ cần tìm một cái ngôi nhà để ở, mà các bác nào có nhà rồi thì có thể cân đối với một cái xe để có thể đi lại thăm nội thăm ngoại, rồi thi thoảng gia đình đi chơi đi du lịch, đúng không? Vâng, đúng rồi. Đấy. Rồi ok, clip hôm nay thì cũng đã hơn chục phút rồi, chia sẻ vui với các bác vậy thôi. Đấy, cơ bản là vợ em mà đấm em sưng mồm như lúc đầu là em cũng đấm lại đấy, em không để yên đâu. Xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi clip nha. Vâng, xin chào mọi người.